Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12. Đây là ngày cuối cùng của một cái năm 2022 đầy khó khăn. Thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục tri ân các bác bằng một cái bộ âm thanh hàng bãi. Ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh phối ghép cho các bác là một chiếc âm ly của hãng Mazang, có model là Mazang PM74D. Hôm nay sử dụng 8 sò than, chỉnh bát chét riêng biệt cho hai vế, và tiếng dòng này thì rất là hay, hồi gỗ piano hình thức sang trọng. Xuân Đỉnh đang phối ghép cho các bác là một cặp loa Bose đến từ Mỹ, dòng này dòng Integer 4000 bát 20 năm. Với những dòng loa Bose thì thường họ chỉ sản xuất là bát 20 là chính, còn với những dòng loa bát 20 năm thì nó rất là hiếm và thậm chí nó rất là đắt. Còn hôm nay Xuân Đỉnh lên cái cặp loa này thì chỉ bán cho các bác bằng mức giá của cặp Bose 301 series 2 bát 20. Nhưng ngược lại thì với cấu hình bát 25 của cặp Bose ngày hôm nay thì nó sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều, mà chất âm nó được sánh ngang với dòng Bose 301 series 3 mà giá thành thị trường tầm gần 20 triệu rồi. Cặp này bát 20 năm các bác nhé, vừa nghe nhạc vừa hát hò gia đình rất tốt, hẳn hai lỗ thông hơi, và tiếng dòng này thì cực kỳ là hay, model này thì cũng khá là hiếm. Nếu như các bác lấy chọn bộ ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh báo giá cho các bác chọn bộ, lấy cả một bộ gồm có âm ly và loa thì tính tròn là 15 triệu đồng. Còn các bác lấy lẻ thì Xuân Đỉnh sẽ báo giá trực tiếp trong video ngày hôm nay, báo giá về loa, báo giá về âm ly để các bác có sự lựa chọn. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết. Đầu tiên sẽ quay về chiếc âm ly Mazang 74D này. Thì bình thường giá thị trường anh em cũng đang bán tầm khoảng 8,5 triệu, nhưng mà riêng ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh tri ân cho các bác mức giá thì chỉ có 7,500,000 đồng, tức là rẻ đi hẳn 1 triệu so với mức giá thông thường cũng như so với các cửa hàng khác. Thì các bác, đây là cái mức giá mà Xuân Đỉnh để tri ân các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì cũng mong các bác có những cái bộ âm thanh bãi chơi trong những dịp nghỉ lễ Tết sắp đến. Dòng này thì nó đánh hai cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm, công suất của dòng này là hơn 200W, chỉnh bát check riêng hai vế. Đây các bác nhìn rõ bát check left và right, tức là hai vế riêng biệt, thì các bác tùy theo điều chỉnh vế nào cũng được, rất là dễ sử dụng. Đây là cầu loa, đấy, cầu A, cầu B. Đấy. Còn đây là các đường vào CD tuner, thì khi các bác di chuyển thì nó đều có đèn này. Đấy. Rất dễ sử dụng. Dưới này là đường ra, tới đường rec, tới đường ra. Ngoài cùng là volume, bên dưới là ba lăng. Khi các bác sử dụng phím direct thì bát check sẽ không có tác dụng nữa. Hôm nay có nào nớt. Size của nó là size 47. Hai hồi gỗ piano còn khá là đẹp, bóng loáng. Đấy. Mặt tiền của chiếc âm ly thì không có một vết xước. Đấy là Xuân Đỉnh chỉ rõ cho các bác, còn đây là những cái vết ố cho tay khi mình bê vào thôi. Và chiếc âm ly này thì nó cực đẹp. Kể cả nội thất bên trong, hay gọi là ruột gan thì đây, cái phần nguồn của nó còn mới kính con. Từ cái lớp sơn si nội thất bên trong, hàng này còn rất là đẹp. Đây là phía đằng sau này, các cái rắc cắm đường vào rất mới. Điện 100V, công suất là 220W. Số series của dòng này là 003. Đấy. Trở kháng là từ 4 ohm, đánh hai cầu loa AB và A+B. Đấy, riêng chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh đang bán với mức giá chỉ có 7,500,000 đồng, giá dịp cuối năm, và đây là để tri ân các bác, giá cũng cực kỳ là tốt. Mazang PM74D có mức giá là 7,500,000 đồng, đầy đủ các tính năng và hoạt động tốt. Còn đây là cặp loa Bose, dòng này là dòng Bose Integer 4000, model này cũng khá là hiếm trên thị trường. Cấu hình của loa là bát 25 gân mút màng giấy. Đặc biệt là dòng này thì cái rốn loa này rất là to, rốn của nó cũng là rốn giấy luôn. Và dòng này thì về trong tình trạng là nguyên zin từ gân lẫn màng, zin tuyệt đối luôn, thậm chí là chưa hề tháo ốc. Một tép giấy 8cm, đấy, to hơn so với những dòng loa Bose kia một chút, vì những dòng loa Bose kia nó chỉ có 6cm thôi. Và dòng này thì bát 25 thì loa tép của nó đạt đến 8cm, rất là to. Hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Cặp loa này có kích thước chiều cao nó đạt là 58, chiều ngang của nó là khoảng 37, và chiều sâu của nó là 28, hai lỗ thông hơi. Góc cạnh của loa thì đẹp xuất sắc. Dòng này thì được sản xuất tại Mỹ luôn và nó cũng không có hàng nhái. Đây.
loa Bose 4000 trở kháng 8 ohm công suất 100W một loa, margin USCA luôn. Đấy, series của nó là 403. Góc cạnh thùng còn rất là đẹp, nguyên bụi. Cặp này các bác nghe nhạc cực kỳ là phê. Dòng này nó dòng Bose Mỹ. Thì Xuân Đình cũng chia sẻ với các bác là mức giá của cặp này thì nó chỉ rẻ bằng cặp Bose 301 series 2. Nhưng 301 series 2 thì nó lại là bass 20, còn đây nó là bass 25. Tiếng nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Và dòng này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường, khá là hiếm. Các bác có thể check trên Google để tìm hiểu thêm. Series của dòng này nó trùng series luôn nhé. Bên này cũng là 403 Margin USCA trở kháng 8 ohm, Bose Integer 4000. Cặp này thì Xuân Đình đang bán cho bác mức giá là 8 triệu đồng. Giá cũng bao rẻ nhất thị trường luôn cho các bác chơi một cái cặp loa Bose xịn sò, không có hàng nhái mà tiếng cực kỳ tuyệt vời. Căng cước còn đầy đủ luôn, không có bị rách chút nào cả, chỉ có tí bụi thôi. Nếu các bác lấy cả bộ thì Xuân Đình trên cho các bác thì tính tròn là 15 triệu, còn các bác lấy lẻ thì là loa là 8 triệu, âm ly là 7 triệu rưỡi. Đây là một cái bộ sản phẩm phối ghép cực kỳ là hợp và chơi đa thể loại, nghe nhạc cũng như hát hò karaoke gia đình, tiếng cực kỳ là hay. Mọi thông tin chi tiết các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình theo số điện thoại 0395 727 582 cũng như địa chỉ để mua hàng ở ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình, và những sản phẩm này thì cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc, mức giá bán không bao gồm phí ship. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.